Ngày 30 tháng 10, Tổ chức Động vật Châu Á đã tổ chức chương trình ra mắt sổ tay công thức thảo dược là những vị thuốc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe có tác dụng thay thế mật gấu tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nhân dịp này, đông đảo người dân xã Phụng Thượng đã được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Bà Trần Thị Huân năm nay đã hơn 70 tuổi. Bà Huân có bệnh về xương khớp lâu năm. Được Tổ chức Động vật Châu Á vận động, bà Huân cùng nhiều chị em xã Phụng Thượng đã tự xây dựng một cuốn sổ tay có các vị thuốc đông y quý sẵn có ngay trong vườn nhà để chăm sóc sức khỏe. Cuốn sổ tay chứa các công thức thảo dược giúp cải thiện sức khỏe không chỉ là một cẩm nang quý mà còn giúp bà con nâng cao sự hiểu biết sử dụng các loại thảo dược đông y thay cho mật gấu để giúp bảo vệ loài động vật hoang dã này. Các loại cây này như thế vườn nhà tôi cũng có. Thế cho nên tôi thấy một cái hội nghị như thế là hôm nay là bổ ích cho nhất là như là bệnh tật của chúng tôi. Thế nên các ba các chị mà có những cái bệnh cơ xương khớp. Tổ chức Động vật Châu Á cũng đã mời đến chương trình những lương y có uy tín để thăm khám sức khỏe cho bà con. Thông qua đó, kêu gọi bà con bảo vệ loài gấu khỏi nguy cơ tuyệt chủng bằng cách chữa bệnh bằng những cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế mật gấu. Chúng ta đều biết là xã Phụng Thượng là nơi nuôi gấu nhiều nhất, mà chủ yếu để phục vụ cho cái mật gấu cho thị trường. Vì thế là cái cuốn sách này đã đưa ra cái thông điệp là chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng các loại thảo dược thay thế cho mật gấu. Thì các vị thuốc chúng tôi được học tập và nghiên cứu, các vị thuốc đông y thì cũng có những vị thuốc thay thế được mật gấu. Thì từ cái hiện trạng thì chúng tôi so sánh cái mức độ tương đồng giữa sử dụng mật gấu và các vị thuốc thay thế thì cái tính hoạt huyết, khu phong và giảm đau của mật gấu với lại đông y được đánh giá tương đương như nhau. Tổ chức Động vật Châu Á trong thời gian qua cũng đã hợp tác với Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Hội Đông y tại các tỉnh thành, Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng và Chế biến Cây thuốc Hà Nội thuộc Viện Dược liệu và rất nhiều các thầy thuốc đông y nhằm tìm ra các thảo dược có tác dụng thay thế mật gấu, trồng và nhân giống cây, nghiên cứu các sản phẩm thuốc và phổ biến miễn phí tới cộng đồng thông qua các chương trình tuyên truyền.